Hello, xin chào, em đã quay trở lại kênh Alimechina. Ở tập 126, Đường Tam được mình bốc quẻ xem xong số tử vi, thì hắn đã chứng minh bản thân chính là Đường Tam trước tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lúc đấy. Thì đúng lúc ấy, Triệu Vô Cực xuất hiện với pha lên tiếng đầy ngoạn mục, khiến hai giáo viên cùng hai bạn học sinh đi cùng hắn cũng biết được thân phận thật sự năm người trước mặt mình. Đây chính là hàng thật, không phải hàng fake Quảng Đông Trung Quốc xử lai khắc thật quái. 5 năm trước, họ đã giành được chức vô địch trong cuộc thi đấu tinh anh cấp cao đại lục. Triệu Vô Cực tiếp tục với con mắt của mình, nhìn phát nhận ra được luôn. Chu Trúc Thanh, Chữ Uyên Vinh, Đới Mộc Bạch, Mã Ân Tuấn. Dù Chu Trúc Thanh và Chữ Uyên Vinh đã trở thành Suga Baby chính hiệu, hay Đới Mộc Bạch, Mã Ân Tuấn đã dài thêm vài chục cm về chiều cao. Thế nhưng đối với ngoại hình thanh niên tóc xanh Đường Tam nhìn nhái thật sự, nhưng Triệu Vô Cực cũng chấp nhận sự thật hắn chính là Đường Tam. Khi tám cái cẳng bát chu màu và cây bố sát hạ thiên trùy không thể làm giả được. Đường Tam lúc này cũng hiểu khúc mắc tâm sinh lý trong lòng mọi người. Vì sao hắn thay đổi ngoại hình nhìn như 3D? Cũng may là tác giả không thay đổi luôn bộ phận, không thì Đường Tam tịt đẻ hắn. Cũng vì lý do muốn giải thích về mình, nên Đường Tam muốn gặp đại sư Phát Đan Đức Liễu Nhị Long để giải thích luôn một thể cho tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay về bản thân. Về phía bên trong học viện, Phát Đan Đức đang nằm chơi, tiện thể làm thêm bình nước chè cho nó ấm bụng, thì hắn đã gặp lại sự lai khắc thất quái chỉ thiếu mỗi Tiểu Vũ và áo tư tạp là đủ đội hình. Đồng thời lúc đó đại sư và Liễu Nhị Long cũng xuất hiện. Và đại sư hơn một năm trước đã được Đường Tam trốn chạy khỏi Nguyệt Hiên để gặp mặt, nên đại sư đã sớm biết ngoại hình Đường Tam thay đổi. Vì vậy đến bây giờ không ai còn hoài nghi thân phận của Đường Tam nữa. Ở diễn biến tiếp theo trong cuộc trò chuyện của mọi người, Chữ Vinh Vinh theo nguồn tin Phát Đan Đức mở mõm, cô ấy chính thức là người kế thừa đời tiếp theo tông chủ của Thất Bảo Ly Tông. Còn thánh mõm Đới Mộc Bạch cũng lên tiếng, anh cũng đã trở thành thái tử của Tinh La Đế Quốc. Và điểm nhấn của câu chuyện vẫn là nhân vật chính Đường Tam, khi hắn đã kể lại một số chuyện từ khi chia tay em thỏ cái Tiểu Vũ đến khi chấp nhận làm ba điều kiện mà mấy ông già Hạo Thiên Tông đề cập tới. Trước 30 tuổi phải đạt level 80, giết được một phong hào đô la của Vũ Ôn Điện và hồn hoàn thứ 8 là hồn hoàn 10 vạn năm. Mọi người khi nghe Đường Tam kể chuyện còn cảm thấy lôi cuốn hơn cả xem phim Cởi Chuồng. Chữ Vinh Vinh và Chữ Trúc Thanh lúc này không kiềm chế nổi cảm xúc, đã bật khóc vì hai người còn cảm thấy số phận trải qua 5 năm của mình không đáng là gì so với Đường Tam đã trải qua. Để giảm bớt căng thẳng trong phòng, đại sư Phát Đan Đức, Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long đều lên tiếng. Mỗi người đều hỏi thăm về tình hình hiện tại của từng cá nhân trong sử lai khắc thất quái, đặc biệt vẫn là cấp độ hồn lực là bao nhiêu. Trong đó mập béo Mã Ân Tuấn trong 5 năm đã đạt 57 cấp, Đới Mộc Bạch 64, Chu Trúc Thanh và Chữ Uyên Vinh đều 60 cấp, còn Đường Tam đạt đỉnh phong 59 cấp, gần 60 cấp. Để có thành tựu phát triển như vậy, một phần là sự nỗ lực của bản thân không thể phủ nhận, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ những cây tiên thảo của Đường Tam ăn cướp của Độc Cô Bác tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tặng cho mọi người. Nói đến đây, mọi người nhớ đến một người duy nhất không sử dụng tiên thảo, đó chính là Tiểu Vũ, và không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Và Đường Tam cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị đi tìm Tiểu Vũ ở những tập phim tiếp theo. Vừa rồi mình vừa bình luận trailer tập 127, trong video có nhiều từ ngữ hơi bậy bạ, mong anh em cảm thông. Với lại trailer tập 127 hơi lung tung nên mình có thể bình luận thiếu một chút hoặc là đủ cả. Xin chào, hẹn anh em ở những video mới nhất. À quên, nếu em thấy video này hay thì hãy like và đăng ký ủng hộ mình nhé.